thái chưa giải dã man. Thái là thái đấu với thái cao đâu. Con yếm cần fit này. Đây anh em nhá, hàng VIP ơi, đang trên đường về đây, chỉ lại như cái máy anh em nhá. Tối anh em cùng hóng clip nhá. Sẵn thi về cho anh em về thi luôn. Anh em xem đây. Xem máy ché chưa? Xin thưa anh em nhé, được kiếm ngày 24 tháng 5 anh em nhé. Đấy, em Hưng lại đi săn được con hàng VIP ở núi đá Lạng Sơn anh em nhé. Đấy, hôm nay tuyển được một con rắn cứng này anh em nhé, và một bé bổ VIP bị đấu núi đá Lạng Sơn luôn anh em ạ. Đó thì mà em này em đặt cho em là mã C31, phí là 4.8 anh em nhé. Rắn cứng, cò thì cò tốt, thì đã có thành tích ok hết rồi anh em nhé. Đấy, máy chía luôn anh em ạ, bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn. Đó, gốc màu thì hơi đổ lân một chút. Đấy, đầu to, nói chung là chú chim này bộ đẹp anh em nhé. Đấy, bộ cực kỳ là lực luôn. Đấy, lông mình ống lông mỏng cao cầu anh em nhé. Máy chía nhẹ, cực kỳ nhạy chía luôn anh em ạ. Đấy. Chú chim này đánh dàn cứng rồi anh em nhé, đánh dàn tốt rồi. Đó thì ba chim được 3 vụ rồi anh em nhé. Đấy, 3 vụ rồi. Đó, lông thì vẫn rất là bền. Anh em mua về chắc phải tầm đôi tháng nữa mới thay lông anh em ạ. Đấy, đôi tháng nữa mới đến mùa thay lông. Chú chim này lông ôm cực kỳ là ôm luôn anh em ạ. Anh chủ cũ chia sẻ với em là chú chim này cực kỳ dễ chăm anh em ạ. Đấy, cực kỳ dễ chăm luôn. Đó thì anh em bổ kết mã C31 này, em giao lưu với anh em mức phí là 4.8 anh em nhá. Anh em bổ kết thì nhấc máy lên điện ngay Trâm Hưng qua số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại có cả Zalo anh em nhá. Anh em kết bạn Zalo cho Trâm Hưng. Đó. Nói chung là lết đánh là chú chim này không thể chê rồi anh em nhá. Đó. Đấy thì tiện đây thì em chia sẻ anh em là chú bổ VIP hàng núi đá Lạng Sơn anh nhá. Đấy thì do thời tiết mưa. Đấy thì anh lục thủ này quay thì nó hơi mờ một chút. Đấy, anh em nhá, anh em thông cảm cho em chút. Đấy, chú bổ này ngoài rừng thế là hàng VIP rồi anh em ạ. Đấy, hàng VIP rồi. Máy ché rồi anh em ạ. Ché xòe cực kỳ là đẹp luôn. Đó anh em xem đây. Đấy bẫy hàng núi đá Lạng Sơn đây anh em nhá. Đó. Thì chú bổ lên em giao lưu với anh em cái mức phí là C32 anh em nhá. Bổ VIP núi đá phí là 1.3 anh em nhá. Đó. Hàng này hàng VIP rồi anh em ạ. Đấy. Hàng VIP rồi. Đấy thì anh là anh ấy bẫy không biết bao nhiêu hôm mới ăn được con hàng này. Đúng, anh em phải hiểu là anh em đi bẫy con chim ấy, anh em mua con chim bổ về tới tay anh em nó chỉ hơn triệu thôi. Nhưng mà người ta cái công người ta đi bẫy về mất bao nhiêu hôm, anh em tính ra mỗi ngày tính ra là đi mất bao nhiêu tiền chi phí ăn uống xong rồi đi vào khe núi khe các thứ bể bẫy đúng không anh em? Đó. Anh em phải tính như vậy đúng không? Đó thì em chia sẻ cho anh em 1.3 anh em nhá. Đó anh em bổ kết những máy điện cho nghe cho Hưng. Đây hình thức mua bán thì anh em mua bán chuyển khoản anh em nhé. Đấy thì em thông báo luôn tiền cước xe hay gì đấy là bên anh em chịu anh em nhé. Đấy anh em mua hàng là anh em chịu tiền cước nên em thông báo rồi. Đấy mua bán hình thức là chuyển khoản anh em nhé. Đó thì anh em cần những con hàng chim thi chim cà phê thì liên hệ trực tiếp cho em Hưng nhé. Đó em Hưng sẽ săn những con hàng VIP tố chất để về cho anh em chơi luôn và anh em gột dàn rũ anh em nhé. Đó thì em rất cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian ra xem hết video của em. Thì rất kính mong là anh em cho em nút đăng ký kênh và nút like anh em nhé. Để em có thêm động lực ra nhiều video mới và tuyển được nhiều hàng ngon cho anh em. Đó. Thì...